Trời ơi. Bây giờ hả? Trời giờ ơi. À, cái chén tôi là cái gì? À, ai ăn cái gì? Hủ tiếu mì à, Hoàng Thắng. Bây giờ trời đất ơi. Đi còn mơ, tao ngủ rồi, để tao ngủ đi. Cái chén người ta để đây ăn, tao lau sạch sẽ rồi đưa cái giò gác lên đây. Hả? À, ở đây cái chỗ khách người ta ra ăn rồi ngủ ở đây. Có gì đâu rồi, trời ơi, chùi chút xíu rồi, sếp rồi. Trời đất ơi, mấy cái này. Tôi nói cho ông nghe nè. Ông nhớ cái câu tôi rủa nghe, tôi nói trước sau gì ông cũng bị đuổi, ông tin không? Wow. Ông tài lanh tài khôn này, ông cho chén, cho mâm, cho đũa, ta cỡ nào ông cũng bị đuổi, tôi nói thiệt đến đó. Tôi nói nghe là chứ bây giờ lẽ ở trong quán không có bao giờ xài tới á. Không có ai ăn cái chén cái lũa lẽ nó bị móc, nó bị hư. Lâu lâu tôi phải lập bẻ hoài đó. Để cho bà chủ bà mua cái mới về cho thấy cái chén cái lũa ở trong cái quán nó mới hoài. Đúng không? Thà cho làm phước người ta đi. Chứ lẽ này á, tôi lập bà bẻ cũng vậy thôi, tôi mang tội thôi chứ đúng không? Lát tôi kể bà nghe vụ này. Trời ơi, kể kể đi, nó đâu có sợ. Hai đứa mình là cũng làm công như nhau thôi, đâu có gì đâu mà hù nhau đúng không? Bỏ ly à, ly á cũng có ngày sẽ gia ly thôi. Gia ly thôi. Nói hay lắm. Tôi nói cho ông nghe cái miệng tôi quở chưa ai rớt nghe, tôi nói cho ông nghe hay ha. Trời ơi. Phụ nữ nghiêm túc, sao chị chịu khó thay đồ mà bữa nay chị lịch sự quá vậy? Rút kinh nghiệm cái tác vừa qua. À vậy hả? Hở hang quá chúng nó ghét. Kính đáo lại một chút. Thay đổi cách phục vụ. Bây giờ không tươi mát nữa. Tươi mát quá, nó thừa kiện, coi như là đóng cửa tiệm ha. Bây giờ nam hay nữ, mày đều tiếp hết. Tao không tiếp nữa, nha. Nhưng mà mày nhớ, không cần nhìn ánh mắt nữa. Bởi vì mày phán đoán sai không? Khách vô tận nơi, ngồi tận nơi mày mới tiếp. Khách ở ngoài không kêu vô. Khách lạng qua lạng lại không mời vô. Khách ngồi tận bàn mày mới tiếp. Không hiểu chưa? Miễn làm sao làm, không cần biết nó đi tới đâu, miễn nó ngồi xuống em mới tiếp. Nhớ đó. Tao vô nha. Tao đi. Nghiêm túc quá. Rất là nghiêm túc. Nghiêm túc quá. Có nghĩa là phải ngồi xuống mới tiếp phải không? Không làm gì hết, không mắc khách, ngồi xuống rồi mới tiếp. Rồi thì ngồi. Chưa ngồi. Tiếp. Dạ chị. Em chào chị. Dạ chị vô quán ăn hả chị? Hân hạnh xin chào đón chị đến với quán ăn em. Cái này là cái quán hả em? Dạ đây là cái quán chị. Chị nhắn nói vậy em? Dạ. Chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Chị không nghĩ đây là cái quán. Không, à, đâu đông mà. Không, quán đông lắm. Tại vì chưa tới giờ ta ăn thôi, chị đừng đi. Chị nghĩ cái chuồng đông hơn cái quán của em á. Không, không, đừng đi, đừng đi. Tại tới giờ cơm trưa ta ra, đông lắm. Thiệt, bình thường đông lắm. Tại vì chưa tới giờ á. Chị thích ngồi quán đông. Dạ. Chứ chị không thích ngồi quán vắng em như thế này. Mà, quán vắng gì? Lát, em hứa chị luôn, em thề. Đông em thề hứa, lát một đông, đông nghẹt người chị ơi, đông lắm. Dạ. Quán em bán đồ ăn ngon lắm. Dạ chị ngồi chơi. Dạ. Trời ơi, em nhìn chị là biết là khách sang rồi đó nha. Nói với khen chị, em nhìn chị là biết chị là quý bà nè. Doanh nhân đúng không? Giáo viên đúng không? Em ơi, giáo viên ăn bận như chị vậy hả? Dạ, dạ em xin lỗi chị. Giáo viên phải mặc áo dài. Dạ, dạ em biết rồi. Chị ăn bận vậy thì em biết chị là vũ nữ rồi. Trời ơi, sao quýnh em? Dạ. Nghĩ sao nó chị ăn vũ nữ? Xúc phạm nha, vũ nữ cũng không có ăn mặc như vậy. Dạ em xin lỗi chị. Dạ chứ dạ, em hỏi chị chứ giờ dạ, chị là... À em biết chị rồi. Chị là nghệ sĩ không? Chị cũng không phải là nghệ sĩ. Dạ. Không chị phải nghệ sĩ. Cũng không phải là giáo viên. Không phải giáo viên. Chị cũng không phải là vũ nữ. Dạ. Chị làm cái loại gì đó nó tầm cỡ lắm. Em không cần biết đâu nha. Vậy thì em hỏi chị là cái loại gì? Chị cũng không biết chị là cái loại gì nữa cơ. Đồ sao kỳ vậy ta? Chị không phải là ca sĩ. Dạ. Không phải là kịch sĩ. Dạ dạ. Nhưng những người nghệ sĩ nói chung gặp dạ. Chị là phải mời chị ngồi để mà được nói chuyện với chị, được mời chị ly nước. Có Đàm Vĩnh Hưng đó nha. Đàm Vĩnh Hưng, em mê Đàm Vĩnh Hưng lắm. Phải đứng lên mà chào chị và mời chị được ngồi nói chuyện. Trời ơi, anh Đàm Vĩnh Hưng mà còn phải mời chị nói chuyện hả? Còn chị nói nha, cỡ mà gọi là MC á, Lê Hoàng đó nha. Dạ Lê Hoàng. Trấn Thành đó nha. Dạ. Ngồi nghe chị nói không thôi. Cả
đêm chị ngồi đến 6-7 giờ sáng để chị biết chị là cái loại gì mà chị không biết được cái. Trời ơi, chị là một cái nhân vật lớn, chỉ là như vậy thôi. Ngày xưa thật sự thì chị có yêu một người, thì từ đó là... Chị yêu nghệ sĩ hả? Yêu ai vậy? À, chị yêu gọi là... Lý Hải đó. Chị yêu Lý Hải hả? Chọn đời bên em rồi đó phải không? Đó. Trời ơi, hay quá. Rồi Minh Nhí nha, nghệ sĩ hài Minh Nhí rồi nha. Là chị không có yêu mà là tình anh em thôi. Phước Sang rồi nha, Hoàng Sơn là ở chung một nhà thôi. Trời, chị là cái loại gì mà ai chị cũng biết hết trơn vậy trời. Hay quá, chị còn quen ai nữa không chị? Có cái mối tình nào sâu đậm mà ấn tượng không chị? Ấn tượng nhất hả? Dạ, ấn tượng nhất. Mới đây thôi. Đẹp trai không? Nói chung thì cao ráo mà mái tóc đẹp nhất showbiz. Mái tóc đẹp để em đoán coi. Mái tóc đẹp nhất showbiz hả? Ừ. Đẹp nhất showbiz là chắc có Quyền Linh. No. Chi Bảo. No. Trương Nam Thành. No. Lương Thế Thành. Nhật Cường. Nhật Cường là chỉ có mụn thôi. Em xin lỗi chị, nhưng mà em hỏi chị với bây giờ mái tóc đẹp trong showbiz là ai? Phan Đình Tùng. Đối với chị là Phan Đình Tùng có một mái tóc bồng bềnh. Cái mái tóc anh Tùng là cái mái tóc ẩn dụ đó chị. Không tưởng tượng là không có ra nó đâu. Dạ. Bởi vì mà thật ra thì vậy, chỉ có 8 tuần thôi, 8 tuần yêu nhau đó nha. Dạ. Mà đi ra đường ai cũng gọi chị với Phan Đình Tùng là cặp đôi hoàn hảo á kìa. Trời ơi, tôi chết rồi, chị là người yêu của nghệ sĩ. Trời, đã nãy giờ chị không nói. Mà chị nói tôi nghe nha, với Phan Đình Tùng chị khẳng định là chị không có yêu. Sao vậy? Chị ghét quen ai có vợ chị. Trời, đúng rồi, có vợ mà còn quen chị sao kỳ quá. Sau này Lý Hải đó, Lý Hải có vợ rồi chị cho lên đường luôn. Đúng rồi. Nhưng mà người lâu nhất là Ưng Quần Phúc cơ. Trời ơi, Ưng Phúc quen chị luôn hả? Trời ơi, chị quen nhiều người, quen mê chị quá. Chị mai mốt giới thiệu nghệ sĩ tới ăn quán em đi. Em mê chị quá hả? Mà chị nói nè, em mà sống á, làm con người là phải sống thật nha. Đúng rồi, phải sống thật. Cuộc đời bây giờ cần nhất là sự thật đó cưng. Đúng rồi chị. Ví dụ nút ruồi cưng là thật hay giả nè. Dạ không, nói thật chị. Rất là thật. Cái này là nút ruồi là ngày xưa là tự đẻ ra là thâm đen như vậy. Đó, tóc em tóc thật hay giả đây? Dạ tóc thật chị. Không có một cái mái tóc giả nào xấu được như tóc của em. Dạ, tóc này là thật đúng rồi. Tóc hoàn toàn thật. Không nói nè. Không nói. Dạ. Em thấy tóc chị đẹp không? Dạ đẹp nè, tóc thật nè, đúng không? Tóc nói. Nói đó cưng. Sao chị mới nói chị sống thật mà chị thích cái gì cũng thật. Em lại nghĩ sai rồi, mình sống thật. Nhưng mà tóc mình nối thì mình nói là nối thì có nghĩa là mình sống thật. À, có nghĩa là không cần là tóc thật, chỉ cần là tóc nối mà mình nói thật là mình có nối cũng là thật. Dạ. Cho nên sống phải thật chút xíu. Dạ. Chị ghét sống dại vô lắm. Đây, chị đã từng mặc cái áo 2 tỷ. Dạ. Nhưng chị không bao giờ chị nói chị mặc áo 2 tỷ. Ồ, vậy là cái áo này là 2 tỷ đó hả chị? Nồ, áo này 150 triệu thôi. Ồ, miếng xà lách son gì mà 150 triệu đó hả? Em mà mắc ở chỗ là cái người thiết kế là người... có tầm cỡ. Quán em rất hân hạnh được phục vụ chị ăn gì? À, quán mình có gì cưng? Dạ có đầy đủ các món ăn, sơn hào hai vị, cái gì cũng có. Thôi bây giờ có cái vú nướng không? Dạ vú dê nướng có. Dạ. Em cho chị cái vú thỏ nướng nha. Trời, con thỏ có con nhúm gì mà? Dạ không có. Nhúm mới ngon. Cô gắng em làm cho. Chị thích cái gì nó nhỏ nhỏ? Nhỏ nhỏ chị thích. Dạ. Rồi chân. Chân có, chân có, chân gà luộc. No, chị ăn chân cút. Chân cút xào nha, xào muối ớt nha. Chân chim cút quá hả chị? Ý chị nói là chân chim cút quá hả? Ồ, nó có chút xíu. Chị thích nhỏ nhỏ. À, chị thích nhỏ nhỏ. Thì em làm cho chị nhỏ nhỏ. Còn gì nữa cưng? Dạ, còn em quán em còn có cánh gà chiên nước mắm được không chị? Ồ, được á cưng. Dạ, dạ. Có nước mắm là chị thêm chị mê đó nha. Dạ, dạ. Em cho chị cánh cào cào nha. Cánh cào cào chiên nước mắm nha. Cánh cào cào chiên nước mắm. Mà chiên giòn giòn nhá. Chị thích ăn cái gì nó nhỏ nhỏ thôi chị. Rồi món cuối cùng là món có ốc nữa, ốc hải sản ngon lắm. Ốc ốc hương nè, ốc bu nè, ốc len nè. Có nè, ốc mỡ, ốc đỏ, ốc bông, ốc gạo. Và ốc gì? Ốc móng tay. Nha, ốc móng dạ, tay bây giờ ốc móng tay nha. Rồi em đi làm gì nha chị đại sĩ nha. Ê đầu bếp ơi. Chơi thiệt, chơi thiệt. Nên tiếp tục chia bài đi. Chia bài nó đi hả? Ê, đồng bếp ơi. Ê, chia bài nó chứ. Chà tao chưa lưu quay à. Hả? Dùng lại cái chiêu hồi nãy đi. Bắn vậy à. Ốc móc tai xào nha. Chân chim cút xào muối ớt. Rồi vú thỏ nướng. Qua cái gì kì vậy? Rồi cánh cào cào chiên nước mắm. Qua mấy con môn kho không à? Chị, em mê chị quá. Tới nay bữa nay em nói em gặp được chị là hả? Em đã thấy là rất là hạnh diện. Chị biết không? Em thấy là bản thân là một cái con người mà khi mà gặp được một cái người mà quý như chị là một cái sự hạnh diện cho cuộc đời em. Tại vì cuộc đời em không bao giờ mà quen được những cái người mà tầm cỡ như chị. Quen dưới showbiz không? Bao nhiêu người nghệ sĩ. Cảm ơn chị. Dạ. Chị, sao chị nhìn em dữ vậy? Ngon không? Ngon chị, em ăn thấy mới ngon. Em có công nhận là
khi mà mình đang nói chuyện rồi mình ăn cái xương gâm vô, mình cảm thấy nó sảng khoái không? Dạ sảng khoái vô cùng. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Lát nữa trả tiền nha. Là sao chị? Thì ăn phải trả tiền chứ. Không thì ủa chị mời em mà không lẽ giờ chị tính tiền em một cái cây xương gâm? Oh no, chị có mời đâu. Khi nào chị mời chị nói là chị mời cưng, chị để đây và cưng tự động cưng lấy cưng ăn thì phải trả tiền, ok? Ủa không lẽ giờ chị người nổi tiếng mà giờ chị tính tiền em có một cây xương gâm kỳ vậy? Ủa chị bán mà cưng. Cái gì ra cái đó. Bán là chị lấy tiền, chị mời là chị không lấy tiền. Mà chị đâu có mời cưng đâu. Ủa vậy chị nói gì? Chị chị bán xương gâm. Cái nghề chính của chị là bán xương gâm. 10 bọc đó, sáng giờ còn nhiêu đây? Em thấy chị. Ủa trời ơi, nãy giờ chị vô chị kể là chị quen hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ kia, cuối cùng là chị bán xương gâm à? Chị nghĩ chị là gì? Ủa chị giống như chị Mẫn Nhi ở trên. No, chị không phải là Mẫn Nhi, chị là mỹ nhân. Chị đẹp con điên. Từ hồi sáng tới giờ tao gặp bao nhiêu thứ lạc ba trợn vô, hổ một cái con tự tử, xong một thằng vô nó bối tiền tao, xong hai vợ chồng vô quýnh tan xuống hết rồi. Bây giờ mày giống mày bán xương gâm hả mày? Mày ốc móng tay, mày vú thỏ nướng hả? Ê, tao quăng chiếc đũa một cái nha, là cái này nó thọt qua tuốt về sau nha. Tao bán xương gâm, nhưng tao kêu những đồ ăn là tao ăn tao trả tiền đàng hoàng. Xin lỗi chị. Ừ. Đồ ăn cho chị ăn nè. Dạ, mấy cái đó là co lầu Úc Mông Tài hả? Vậy làm Úc Mông Tài trước đi. Có rượu không? Dạ rượu, dạ có whisky, có vodka, có đế gò đen cưng. Đế gò đen, ok. Dạ chị sống thật mà. Dạ ông ta đây, đế gò đen luôn đi. Rồi ai lẹ ra lẹ ra. Ây da, có là anh trai. Ây da, xin mời quý khách ấm thật đi. Ồ, quán này đầu bếp người Tàu ha. Dạ. Dạ. Món ăn ngon lắm đó nha. Rồi, mời chị ăn nha. Ăn đi chị. Rồi. Hay à. Dạ. Ồ, ốc bông tai mình có mấy cái ốc này nữa. Dạ, ốc dừa. Mấy cái gì ta? Ủa, chị kêu ốc bông tai thôi mà. Dạ, ốc bông tai thôi mà. Ừ. Hay à. Gì chị? Sao có cái món này nữa? Cái gì? Hả? À. Chứ có cái móng là có hột xoàn nữa nè. Hả? Là sao vậy? Trời đất ơi, gì thế móng? Chị đợi xíu. Ai? Ali à? Chị làm gì á? Chụp chưa? Chị chụp làm gì hả chị? Chuyện của tôi. Ủa chị chụp làm gì? Ali à? Má ơi má, ống móng tay sao có hột xoàn? Bà ngoại, bà sao ống móng tay gì mà có hột xoàn? Cái này à, kêu bà chủ ra đây giờ nói chuyện. Bà chủ ơi. Bán gì vậy? Á Lì nó xào hột xoàn gì cho người ta ăn nè trời ơi. Tụi bay làm cái gì vậy hả? Tụi bay... Xin chào quý khách, để tôi giải quyết nhân viên của tôi chút xíu. Cái gì? Hả? Ông xào ống móng tay sao giờ cái móng tay có hột xoàn kìa. Cái gì? Móng tay làm có hột xoàn? Nói trong đó đó. Đâu chị banh ra tôi coi. Trời ơi, tôi kêu gì ống móng tay mà sao có... Có móng tay trong đây rồi có luôn cái móng có hột xoàn là sao vậy? Ê, mấy móng này đâu thấy quen ta. Trời ơi. Ôi trời đất ơi. Cái này à, bữa thấy ở trên là bàn trang điểm của bà có mấy cái móng mà tôi lấy tôi bỏ vô luôn à. Trời ơi, tay của tao. Hèn chi mà tao mất nguyên một bộ móng tay, tao tưởng là con chuột nó gặp. Ai mà lấy mày nghĩ mày xào vậy cho khách ăn đó hả? Được rồi, mày biết tao nha, mày hay lắm nha. Dạ thôi xin lỗi quý khách nha. Cái món này thay vì tôi tính quý khách là chỉ là 500.000 thì thôi tôi bớt lấy 450 thôi à. Đây. Ê. 5.000 tôi cũng không trả tiền ở đó mà. Móng tay mắc mà chị. Mắc cái gì? Để tôi không rồi, thôi người ta không chịu thì thôi. Nó là không được thôi, lấy người ta đi. Một là đưa tôi lại 2 triệu. Gì? Hả? Mua hết đống xương gâm lại cho tôi. Hai là tôi đưa hình ảnh này lên Facebook. Ủa này chị nói chị sống thật mà sao có mấy cây mà 2 triệu dữ vậy chị? Ủa? Cái này là bồi thường. Bồi thường khách. Rồi lấy tiền ra trả người ta đi. Bao nhiêu? 2 triệu. Hai triệu. Anh tính luôn cái dĩa là bồi thường á, ta là 500.000 đó, 2,5 triệu á, trả người ta đi. Tại đâu có bắt bồi thường đâu mà. Không có bắt bồi thường à, cái quan à, mình lịch sự cái là uy tín mình trả bồi thường cho người ta.
Ông ngoại chơi rồi xong rồi á, lấy tiền cho. Hay rồi, ok. Nói chung lần sau là buôn bán ha, là phải coi lại. Đúng rồi. Chủ quán này hả? Ai da, ăn mặc như vũ nữ vậy. Cứ đúng theo rồi, bà hồi trước bắt đầu là tài phán á. Quản lý hả? Thôi quản lý nhường điên vậy đó. Kiểu não gọi là cái gì, cái não nó không có bình thường. Thấy không? Tôi bán xuyên gum đẳng cấp. Bye bye nha. Đúng rồi, chứ cái gì không được để người ta đi chứ có cái gì đâu đúng không? Cái quán là làm ăn thôi ra cái gì đó. Cái thằng quản lý là bị khùng. Còn cái bà chủ là thay một ngày 80 bộ đồ. Ta tưởng bà là tài ban á, bà biết không? Trời đất ơi, bán một cái dĩa là không có lũ đồ ăn. Đồ ăn không có lũ thì tôi phải che biên thôi. Che biên sao miễn là được cho người ta ăn thôi. Cái gì không được thì thôi cho nó đi, đúng không? Alo, sao anh? Em tới nơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Không thể nào nhân nhượng được hả? Dạ, em biết rồi, để em. Không có đi làm cho nên em không có đem đồng phục. Sao? Mặc đồ này hả? Dạ. Anh để em giải quyết cho. Mấy vụ này em giải quyết nhanh lắm. Rồi, không thể nhân nhượng hả? Quất luôn. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Trời ơi, lẹ lên đi, em có con tin này hồi hộp lắm. Mình ơi, lẹ lên. Anh Đài, anh sẽ đến ngay. Đây là ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ở đâu? Chết rồi, nghe tiếng mà không thấy người. Có ai thấy chồng em đâu, chỉ giùm em đi. Mình ơi, trời ơi. Có chuyện chi mà vội vàng quá vậy? Ừ, nói mình nghe. Em mới đi bác sĩ về. Em đi bác sĩ về hả? Ừ. Rồi bác sĩ có về không? Hả, không có. À, quay bác sĩ ở bệnh viện chứ về đây chi. Ừ, anh biết sao không? Có chuyện gì? Bác sĩ nói à, em bình thường không có gì hết. Rồi, đưa lên mừng rồi, mừng rồi, mừng rồi. Mà chắc em chết quá mình ơi. Mình chắc em chết quá. Ngồi xuống chắc đi. Chắc em chết. Thôi, đừng buồn. Hả? Không có chi phải buồn hết. Con người mà sống chết có số. Không chết trước thì chết sau. Mình chết trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Không có chi buồn hết. Thôi, đây được rồi, để anh nói cho nghe. Dạ. Anh sẽ lòm theo ước nguyện của em. Hồi xưa em nói là em thích hơ ngàn mét đất ở bên quận bả. Dạ. Bây giờ em sắp chết rồi. Anh sẽ mua cho em hơ mét bên quận bả. Mình nói gì vậy? Mình có lộn không? Em không có chết. Em nói em sắp chết rồi. Không có, em nói là em mệt, em muốn chết. Em mệt thôi. Em mệt muốn chết hả? Dạ. Nếu không mà... chỉ cần làm anh muốn chết luôn. Nhưng mà anh ơi, có chuyện chi mà em vội vàng quá vậy? Em đi khám á. Em đi khám à, bác sĩ nói cho em một cái tin này. Bác sĩ nói, nói tiền chay, nói tiền chay. Nói từ từ bình tĩnh. Dạ, không dạ, có dạ, gì phải vội vàng quá vậy. Bình tĩnh dạ. Dạ. Nói đi, nói. Bác sĩ nói em á là chưa có chắc chắn. Chưa chắc chắn. Đừng có báo cho người nhà. Mà chắc chắn chuyện gì? Chắc chắn chuyện gì? Em nôn quá, báo cho mình biết nè. Đừng có vội vàng quá vậy. Dạ, từ từ để em nói. Rồi, đừng. Mình biết sao không? Em bị trễ 1 tháng rồi đó mình. Mình vui không mình? Mình. Hả? Nói lại một lần nữa, đừng vội vàng quá vậy. Em bị gì? Em bị trễ 1 tháng rồi. Gì? Mình mừng quá hả mình? Ôi, anh vội vàng quá vậy. Hả? Juliet của làm anh. Romeo.
rồi. Thôi, cảm ơn ông thần trứng đã mang trứng tới cuộc đời của em. Thôi, cảm ơn ông thần tạ đã mang sinh lực đến cuộc đời anh. Sau những ngày tháng tập tạ vất vả, ăn cũng tập, uống cũng tập, thậm chí đi toilet anh cũng cầm cục tạ theo. Và cuối cùng, cảm ơn ông thần đẻ đã cho chúng ta một đứa con. Ôi Juliet, Romeo. Ex ơi. Hả? Kể từ ngày hôm nay trở đi. Dạ. Ex không phải lồn chi cả. Cứ nghỉ ngơi, cứ nằm nghỉ, ăn ngập mạc rồi đẻ. Dạ. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cố gắng ăn đồ bổ suốt 9 tháng 10 ngày. Đúng. Còn anh, em sẽ mua cho anh thật nhiều mì gói để ở nhà, rồi anh đói là anh cứ việc ăn thôi. Ôi, 9 tháng 10 ngày xa, em sẽ đẻ cho anh một em bé. Còn anh, sau khi 9 tháng 10 ngày ăn mì lúa, anh sẽ đẻ một con gáo đỏ. Con gáo đỏ dễ thương mà. Romeo. Juliet. Chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Có sự cố. Sự cố gì? Em giặt đồ rồi nhưng mà chưa có phơi. Không, từ ngày hôm nay cho đi, em không phải làm gì cả. Như anh đã nói rồi, cứ nằm nghỉ, nghỉ ngơi, ăn ngập mạc rồi đẻ. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em hạnh phúc quá. Chỉ cần có Romeo, chỉ cần có Romeo, không cần cái máy giặt Sanjo. Mình thật là hạnh phúc quá. Có một người chồng thương vợ như có vậy. Có ai nhà không? Ai đó? Chào anh. Anh tìm ai ạ? Chào cô. Tôi muốn gặp chủ nhà. Dạ, chủ nhà là tôi đây. Được, nếu cô là chủ nhà, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cô đã trễ một tháng rồi đó. Ủa, tôi trễ một tháng mà sao anh biết? Xin lỗi cô, những lần cô gọi điện thoại tôi tới với cô, tôi đều ghi trong sổ hết. Thành thử ra cái việc trễ một tháng của cô nằm trong hồ sơ của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà tôi trễ một tháng đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh ghi sổ nữa. Cô đừng nói như vậy. Cái trễ một tháng của cô làm tôi mất công việc làm. Hả? Nếu cô không trễ, cô còn gọi tôi tới lui với cô. Còn bây giờ cô trễ, coi như tôi không được gặp cô. Cha mẹ tôi phải sống như thế nào đây? Hả? Gia đình tôi phải sống như thế nào đây? Chắc cô đã giết cả gia đình tôi, cô biết không? Anh bình tĩnh. Để tôi nói rõ ràng cho anh nghe nha anh. Là như vậy nè. Là tôi bị trễ tháng đúng không? Đúng vậy. Dạ. Thì cái chuyện này là chồng tôi biết, rồi tôi biết. Mà đâu có liên quan gì tới gia đình anh mà. Đâu có liên quan gì tới gia đình anh đâu. Những lời cô nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả? Tôi nói cho cô biết, cái chuyện cô trễ một tháng rất liên quan tới tôi và gia đình tôi. Anh làm tôi không hiểu gì hết á. Cô không cần hiểu. Tôi muốn cô giải quyết cái trễ một tháng đó đi. Giải để quyết tôi hả? Có công việc làm. Không. Trở lại. Mình ơi, cứu em mình ơi. Anh đây, có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Khủng bố mình ơi. Anh đây, có chuyện gì mà em vội vàng? Vội vàng làm chi, trách nhau bạc tình em? Em không hiểu gì hết. Có chuyện gì? Người ta gia đình mình có khách. Chào ông. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa rồi em trễ một tháng mà hắn biết ha nữa. Em cũng biết đó mình ơi. Xin lỗi ông là gì trong ngôi nhà này? Tôi là chồng. Xin lỗi ông, những lúc cô ấy điện tôi tới với cô ấy, lúc đó ông không có ở nhà. Cho nên thì ra là cái trễ một tháng là do ông.
ông đừng có chơi cái trò một thằng ăn ốc rồi bắt một thằng đổ vỏ như vậy. Tôi không đồng ý. Hả? Ê. Dạ. Ô. Tà đang anh quá đàng hoàng với em. Anh đấu xử anh quá trung thị. Tà đang. Em vội vàng quá vậy. Em đánh với người đàn ông em làm cái gì? Không em đánh người đàn ông em làm cái gì? Để bây giờ em một tháng, hai tháng về hắn biết hết trơn. Trời ơi, em đâu có biết gì đâu. Em giải thích cho anh biết đi. Đừng giấu giếm nữa. Hai người đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đừng giấu giếm làm gì nữa. Thì ra quá. Là trễ một tháng là do ông ấy. Tất cả đã bị bao vây. Cô chết mẹ ai vậy? À, anh ơi, em không có gì trong nhà này hết, em đi nha. Sao xui vậy? Yêu cầu tất cả không được manh động, bởi vì mọi hành động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, biết chưa? Anh ơi, không nên vội vàng quá vậy. Mình ơi, mình có cứ gây thù quán với ai không mà anh sao? Anh đâu có làm gì đâu mà chỉ bữa nay mà ai vô nhà mình, ai cũng có cái máu mạc ghê quá. Tôi trân trọng thông báo, tôi tha thiết muốn gặp chủ nhà đâu? Bước qua đây. Đây đây đây. Dạ tôi. Tôi không có dính líu gì hết nha. Im đi. Không phải tôi hèn, nhưng mà tôi muốn sống nha. Để đó, lát xử sao? Hả? Có luôn hả? Tôi chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Đúng. Tôi trân trọng thông báo cho các người biết, hôm nay cái quyền sở hữu ngôi nhà này đã không còn thuộc về các người nữa. Ủa gì kỳ vậy? Có thai mà mất sổ đỏ hả mình? Hả? Sao kỳ vậy? Có chữa mà mất sổ đỏ, trớt quớt rồi. Ủa mà anh ơi, bình tĩnh, cái chuyện phải có lý do, bình tĩnh, anh không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng cái gì? Tôi nói có sách mách có chứng. Đây, tôi không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì, tôi không cần biết. Ê, ông đừng có nói bậy nghe cho. Nói bậy cái gì? Nên đi. Im để cho người ta nói. Sao ông chọt chọt vô là tôi chết lây nữa à? Anh nói tiếp đi. Không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì hết, nhưng cách đây một tháng có một cặp vợ chồng cầm sổ đỏ của ngôi nhà này đến công ty của chúng tôi cầm cố và hợp đồng ghi rõ nếu sau một tháng không đóng đủ tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty chúng tôi. Một cặp vợ chồng đúng đến cầm sổ đỏ hả? Đúng. Rồi chết rồi, mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu nè. Quánh nó đi. Ồ. Tại sao anh phản bội em? Anh có người đàn bà khác à? Không có, anh không có, anh chỉ có mình em ở Ly Du. Anh đúng là người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lời làm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta. Bà đánh đi bà. Bà hát nãy giờ không đã hả? Bà hát hoài vậy ha. Bà hát mấy tiếng hồ đó, 3-4 tiếng hồ mà không sướng hả? Hát gì mà hát quá hả? Anh hiếp em kìa. Hát mà làm cho hàng xóm phải ngồi chờ mấy tiếng hồ. Đào đương. Đúng rồi đó. La là đúng đó. Một lát tôi xử nhẹ cho. Nè, ông kia. Cái gì? Ông núa cái chuyện cũng phải có bằng chứng, cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả. Đúng rồi đó. Cái chuyện cũng phải có lý do, không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng hả? Đây, tôi có bằng chứng đây. Bằng chứng đâu? Em cô đi, anh là người trong sạch. Đưa tôi đọc cho. Tôi là người ở giữa, tôi đọc. Đúng không? Tôi là người ở giữa, tôi đọc đúng không? Ông làm chứng đi, ông làm chứng với vợ chồng tôi. Tàng 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 phụng thiên thừa dẫn. Đi ra. Thôi đọc đi. Trời ơi. Làm cho nó vui, nó quên quánh mình. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà tôi mèo mã gà đồng, tôi cầm căn nhà này hồi mô. Bằng chứng đây. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi. Tôi tên là Trần Châu Đốc. Đúng không? Đúng. Và vợ tôi tên là Nguyễn Trần Trọng Thủy Mỹ Châu. Trời đúng. Đúng không? Tên tôi đó. Trần Châu Đốc, nickname Rô Mèo. Rô Mèo cho ai cho? Ở vậy hả? À, ở xã tôi kêu Rô Mèo không à. Cái tên tao sao ăn đặt thành con mèo luôn tù lô. Trọng Thủy Mỹ Châu, nickname Juliet. Đúng, chính xác. Chính xác. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cầm
sổ đỏ của ngôi nhà này. Nếu sau một tháng không trả đủ tiền thì quyền sở hữu của ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty sổ chủ sở hữu sổ đỏ. Mày có học chữ không vậy? Không phải mà mẹ mày nó bị mờ. Mày bị đọc cái bảng đó không mà tao lên ruột à. Nó bị mờ. Tao không biết tao chết hay tao sống mà mày đọc lâu vậy hả? Nó in mờ. Đây. Mà địa chỉ để yên người ta đọc đi. Mày đọc nhanh đi. Địa chỉ sổ đỏ 234-78 Cách Mạng Tháng 8. Đúng không? Ủa sao? Nhà tôi là 234-87 mà. Lộn không vậy? Ủa gì hả? Xin lỗi tôi lộn. Ủa vậy sao hả? Ba nội cho anh đi. Đồ cái thằng tào lao. Ba nội cha mày. Gia chủ nhà đang... không chửi tao cũng chửi. Mà thay em gia đình nó làm phải lên ruột à. Gia đình nó hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Vô núa tùm bại tùm bọ. 234 bà tóm tóm bà chi. Tôi mời anh ra đây. Mày kinh thiệt. Tôi mời anh ra đây. Chuyện của nó là nó lộn địa chỉ. Còn tôi chắc chắn là không chứ. Ông có lộn gì không? Ông tôi đến đây để giải quyết cái chuyện trễ một tháng nữa hả? Nếu anh không đồng ý cái trễ một tháng đó mà anh không giải quyết, tôi sẽ quyết định cắt của anh. Hả? Cắt? Nghe, đừng có giỡn mạt nghe. Tôi đưa ra pháp luật đó nghe. Xin lỗi anh, tôi không thưa anh thì thôi. Anh không có cửa thưa tôi đâu. Ông làm như đứa là ông xúc phạm tới cơ thể body của tôi. Ai làm gì mà xúc phạm? Ông cắt rồi cắt cái gì? Ông tào lao, ông thiếu tiền điện tôi cắt điện chứ sao? Hả? Nhà này trễ một tháng tiền điện rồi. Ủa mình chưa đóng tiền điện hả mình? Đã trễ tiền điện thì nhân viên thu tiền điện của công ty điện người ta tới thu. Mát mớ tới không? Tôi là nhân viên thu tiền điện. Mẹt đồ gì mà tiền điện vậy? Không, đang đi chơi rồi. Ông sếp ông biểu chạy đi luôn. Bà nội cho Ami nè. Bình tĩnh anh ơi. Cho Ami đứng lại. Trời ơi. Sao xui vậy? Thôi mọi chuyện sáng tỏ hết rồi mình ơi. Làm em phe hú dí à mình. Mẹ bà đang hạnh phúc. Tự nhiên đưa vô đồ cát. Cát ông nội mới hả? Bình tĩnh đi mình. Đứa cát. Đứa tịch tu nhòa. Thôi em hiểu mình rồi, em tin mình. Ba cái nhòa cho mấy tịch tu. Mình nhà chi á. Không hợp phong thủy. Anh hơi nóng tính. Anh không nên vội vàng quá vậy. Em hiểu mà. Mình ơi. Rô mê ô đây. Ép đây. Chưa trả tiền điện nữa. Bà nội cho đi. Tiền điện cái gì nữa? Tét nhọt đi. Nó tét nhọt đi. Tao mày cho mày cứ quýnh nhật đây miết nữa mày. Juliet Romeo. Tất cả nó bị bao vậy? Bố phải bà nội cho mày. Trời ơi tôi nói nhà cái bên ông ơi. Tiếp. Cái nhà gì đi trời. Thứ gì đâu. Chó đẻ. Romeo Juliet. Anh sẽ vì em lượm cho thằng bé. Em sẽ thương con đến tận muôn đời. Rồi một ngày con ta sẽ lớn. Rồi một ngày con ta sẽ cưới. Rồi một ngày con ta sẽ đẻ. Đẻ một đốm cháu cho anh với em mộng trời. Lộn thơ tình anh. Anh sẽ có mai để thành lâu đài. Đợi chiều mộng đêm trăng nô tới. Đợi chiều về hôn trên lan tóc. Đợi một ngày tâm doan đời mới. Sống hai đứa chúng ta mà thôi. Tình đâu đã bị bao giây. Tất cả giọng nhòa đi chú hát. Ở cái xóm này miếng mạch nhất đạo của anh. Giọng nhòa, ra giọng nhòa giùm tôi đi mấy chợ. Anh chị, anh. Trời ơi, khổ ghê vậy thiệt.
Tao đang làm quản lý nhà hàng tự nhiên giờ đứng ra ngoắt khách giống quỷ ghê. Khác một cái là mấy đứa kia nó đứng ngoài đường rồi tôi đứng trong quán thôi đó. Rảnh ghê vậy thiệt. Trời đất ơi, trang phục sang trọng. Thôi đúng rồi. Chị! Dạ, em mời chị An cái bàn tọa. À, là An tọa đó phải không? Dạ đúng rồi, mời chị. Em rước chị vô kiểu này, chị có cảm giác chị giống như là hoàng trâu cách cách vậy đó. Dạ. Còn em giống như là thái giám. Chị thật là có duyên. Em vừa thấy chị từ xa là em thấy chị thân thiện liền. Chị mặc cái bộ đồ này, em nhìn là biết chị ở đâu rồi đó nha. Nếu tiếc em thì anh hãy nói với ai nè. Chị ở bên Lào phải không? Phải công nhận á, là cái gu thời trang với âm nhạc của em nó đạt mức siêu đẳng luôn á nha. Dạ. Em hát nguyên một bài Cô Gái Trung Hoa. Cái em hỏi chị phải bên Lào quá không? Xin lỗi em, chị đến từ Thái Lan. Ồ, dạ chị là người Thái Lan hả chị? Dạ em đâu có biết. Dạ chị, dạ em nói là chị nghe là em là quay quần quán. Quán của em có bán rất là nhiều thức ăn, rất là ngon, rất là hấp dẫn nha chị. Từ Tây sang Ta, từ Đông sang Tây, từ Lào sang Á, từ Châu sang Mỹ. Nói chung là em có biết em nói cái gì đó. Nhưng mà nói chung là nhiều món lắm, chị ăn món nào chị? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Không, không, em đang tư vấn chị đồ ăn á chị. Em hiểu là cuộc đời nó bất công rồi, nhưng mà ý là em nói gì nè, quán em có bán nhiều đồ ăn lắm ha. Nhiều cái loại đồ ăn, có như là trên rừng có, dưới biển có, giống như là hải sản là cũng có hải sản, tôm cua cá ha. Hay là lâm sản cũng có lâm sản, rồi đặc sản cũng có đặc sản. Bây giờ chị muốn ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó. Em hiểu, em là đàn ông em hiểu mà. Em hiểu em như thế nào mà. Nhưng mà chị có biết em đang nói gì không? Chị biết chứ. Chị có nghe em nói không? Chị nghe chứ. Mà chị hiểu em nói gì đúng không? Chị hiểu mà. Đó, thì bây giờ em đang tư vấn chị nè. Em nói là quán em có rất là nhiều đồ ăn đúng không? Đặc sản có, hải sản có, lâm sản có. Chị ăn cái gì nè? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Không chị, bây giờ mình phải làm rõ chút xíu. Chị hiểu không? Mình phải làm rõ cái chuyện này xíu. Chị đây là quán ăn. Chị hiểu. Đây là quán ăn. Đúng. Chị có vô quán ăn đúng không? Đúng. Đó, chị, em là gì chị biết? Phục vụ. Em là phục vụ đúng không? Đây là chị đã quán ăn đúng không? Mình vô quán ăn thì mình phải ăn uống đúng không chị? Đó, bây giờ chị muốn ăn cái gì? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Cái câu này nãy em nghe rồi. Nhưng mà bây giờ em nói một lần cuối nè. Đây là cái quán của em. Mấy tháng nay em chưa có khách chị hiểu không? Chị sáng hiểu. Em mới tiếp một thằng cô hồn ở đầu đốt quán em là em sợ lắm rồi. Bây giờ chị vô đây là chị vô quán ăn đúng không? Đúng. Chị có ý thức được chị đang ngồi trong quán ăn không? Chị hiểu mà. Em là ai? Phục vụ. Đúng rồi, đây là đâu? Quán ăn. Đúng không? Chị ăn thì mình phải ăn đúng không? Đúng. Đợi chị ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó em. Bây giờ bà muốn cái gì bà nói đây? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi. Tôi biết không, phụ nữ là chịu thiệt thòi rồi. Bà từ nãy giờ một câu chuyện mà có ba câu bà nói đi nói lại hoài. Tôi không biết cái chuyện gì đang xảy ra với bà. Bây giờ tôi hỏi bà tóm lại một câu ngắn gọn là bà muốn cái gì? Chị muốn uống. Thà như vậy đi chị. Trời ơi, chị nói em nghe, chị muốn uống vậy đi. Chị uống cái gì chị? Em cho chị một ly cam giác. Đó, vậy đi. Trời, tôi nói đơn giản thôi. Em thích chị nói. Nè. Dạ. Cam tươi giác nha em. Dạ. Trái cam lựa tròn ngọt nha. Cam chín cay nha em. Vì sao? Đó là món uống ưa thích của chị. Chị hồi nào đến giờ chị rất là trung thành với lại cái gu ẩm thực của chị. Dạ. Em biết không, từ nhỏ lúc 2 tuổi chị đã uống nước chanh rồi. Ừ, nên lớn lên chị chỉ uống nước cam thôi. Em hiểu là tại sao chị đeo cái nơ như vậy rồi đó nha. Để chút xíu giờ không phải nước cam cho chị nha. Thích chị ghê. Cam tới rồi, không có tiền là không có cam. Làm ơn, đừng bao giờ nói với em nghe là chị còn 3.000 nha. Không, tiền thì chị nhiều lắm. Cảm ơn chị, em yên tâm rồi, có tiền là em vui rồi. Nước cam đó, em dắt đúng như thế cả. Gì vậy chị? Ủa chị, tự nhiên không uống rồi, bỏ gì vô mà nó sủi thế ghê vậy? Em biết không? Dạ. Đây là món uống ưa thích của chị. Đúng rồi, em biết mà. Dạ, có lẽ đây là lần cuối cùng chị uống món uống này. Gì vậy trời? Ủa chị tự nhiên vô uống thì lần cuối cùng là sao? Giờ chị muốn cái gì? Cái đó là cái gì vậy? Thuốc độc.
Trời ơi, sao uống nước cam mà tự nhiên liền thuốc độc vô làm sao? Bây giờ chị muốn cái gì? Chị muốn chết. Rồi nữa rồi, tới nữa rồi. Trời ơi, sáng giờ cái gì được không? Trời ơi, cái gì vậy bà ngoại? Bà muốn chết, bà đi đâu rồi? Bà vô đây làm chi vậy bà ngoại? Cái gì vậy? Bây giờ cái chuyện gì xảy ra với chị? Cuộc đời nó bất công lắm em. Tôi biết cuộc đời nó bất công rồi, đàn ông nó làm như vậy phải không? Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Trời ơi, nguyên câu chuyện bà có 3 câu mà tôi thuộc là bà nội ơi. Bây giờ bà muốn cái gì? Chị muốn chết. Không có uống nha, tôi có giỡn mặt bà chết, bà đi vô người khác chết nè. Bà uống ở đây. Ê, để cho chị chết em à. Em để cho chị chết. Để em nói. Đàn ông nó là như vậy đó. Không có đàn ông như vậy. Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Không giỡn nha. Để chị, để chị. Tôi giỡn mặt bà. Tôi nổi điên nè. Tôi giỡn mặt với bà hả? Muốn chết đi đâu chỗ khác chứ đi, tự nhiên cái quán người ta đã ế rồi. Cuộc chết thì ám luôn cái quán là cho khỏi bán hả? Muốn cái gì hả? Tự nhiên sáng sớm vô đầu chết làm sao bây giờ muốn cái gì hả? Bực mình muốn chết rồi hả? Hả? Nói chuyện mà khác nữa cũng chết à? Quá bực. Ờ, chúc mừng em. Em đã uống ly thuốc độc của chị. Trời ơi, bà ngoại. Bà ngoại đeo nơ. Trời ơi, trước khi bà đi bà cũng kéo theo đồng bọn nữa hả? Trời ơi, tôi kêu đồng bọn bà ra, bà còn bạn nhiều lắm. Bà chủ ơi, bà chủ. Ai ơi, bà chủ ơi, chết tôi rồi, bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Dạ thưa quý khách, nhà hàng của em theo phong cách phục vụ được phăng xe thủ đô của Brazil xin trân trọng kính chào quý khách. Ồ em, ai mà lố hơn chị vậy em? À bà chủ em ấy chị. Mà em thì có tao kiếp khách nè. Dạ thưa chị, chuyện gì đã xảy ra mà chị không hài lòng vậy chị? À, cái vấn đề là tôi kêu ly nước. À em biết rồi, vấn đề là chị kêu ly nước cam. Đúng. Nhưng mà nó làm không uống đúng ý chị, cho nên chị giận chị hờ chị trách chứ gì. Dạ thưa chị, như cái ly nước cam này đó. Dạ, nó... cam giác, dạ. Quán em lúc nào cũng bán cam giác. Cam giác chứ tụi em không bao giờ là lấy nước ngọt bỏ làm nước cam giác đâu chị à. Cái vấn đề nó ở cái chỗ. Vấn đề là ở chỗ là có lẽ là cái thằng này nó làm không đúng ý chị và thôi. Thì để em nếm thử. Dạ em nếm thử cho chị coi. Ơ đừng. Mày im. Ồ cam hơi đắng. Nhưng mà chị à, có lẽ là cam để lâu ngày nó hơi héo. Mà nó dắt mạnh tay cho nên nó hơi ra cái chất đắng. Thôi nhưng ý tôi muốn nói là em biết rồi. Đừng. Ý chị muốn nói là em đã lỡ uống rồi. Mà khách không uống, mà chủ quán uống vậy rồi thì em xin tạ lỗi chị. Em sẽ uống hết ly này, rồi sau đó em sẽ kêu nhân viên của em sẽ đem ra một ly nước cam và em tự tay em dắt trước mặt chị cho mày. Mày em, mày thấy chưa? Mày dắt nước cam như thế nào? Để cho người ta la. Dạ em xin lỗi chị. Dạ. Ý của tôi là em sẽ uống hết và đây. Đừng, nào nghe. Uống đi. Nó hơi đắng nhưng em sẽ uống hết để tạ lỗi với chị. Thôi uống đi chị. Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em xin lỗi chị mà. Còn chứ, hút cho lẹ đi nè con. Uống đi, ráng đi, cái nước cam ngon lắm. Ừ. Le français, bonjour, bonsoir, à c'est très vous. Em đã uống hết ly nước cam rồi. Hay quá, chúc mừng chị đã vừa uống hết một ly thuốc độc. Dạ, cái ly nước cam này là của em kêu. Mà hồi nãy em có bỏ viên thuốc độc vô trong đó vì em muốn tự tử. Mà chị uống hết rồi đó. Tôi là tôi tính chết thôi. Mà ai ngờ chị với lại thằng này lanh quá. Dành luôn cái chết của tôi à. Thôi tôi về nha. Em à, có lẽ là hôm nay cái chết của chị nó không có thành. Ha, vậy thôi bye bye hai người nha. Cho mình xin cái giỏ. Trời sao bà giả tâm mà bà tỉnh bơ. À thôi trước khi đi chị cũng báo tin vui với hai người. Dạ. Thật ra cái viên thuốc hồi nãy là viên thuốc chống cảm thôi. À. Hôm qua chị bị mắc mưa đó nên chị tính là uống một viên C cho nó giải cảm rồi chị mới chết sau. Ha. Thôi hai người đừng có lo nữa. Chị đi nha. Ừ. Không có vấn đề gì đâu ha. Em có đưa chị ra không? Đàn ông lúc nào cũng vậy á. Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi. Đi lẹ đi má. Cuộc hay đời bà đã tôi đập bà hả? Con điên. Mày chết rồi có đầu tư quá ha. Mày giải cảm là mày mới chết hả mày? Con điên. Mày mới điên. Trời ơi bà nội ơi. Mày nghĩ sao vậy? Không có gì em xin nói. Rủi mà hồi nãy là một ly nước độc thiệt thì còn gì là đời tao nữa hả? Cái tại chị không á, chị uống em cản chị rồi chị kêu em nín. Em mở miệng ra chị kêu em nín, chị không cho em nói mà. Ít ra là mày mới biết khách hàng nó thuộc loại gì. Mày để nhìn cặp mắt của nó. Chị mắc cười quá chị nói là. Mày biết cặp mắt của nó là cặp mắt không bình thường. Cặp mắt muốn chết mà tại sao mày rước nó vô đây? Cũng ai chị kêu em? Bây giờ mày nghe lời tao. Mày không ra ngoài đó mày nắm những người khách cũng có những cặp mắt đó nữa.
phải lựa những người nào có cặp mắt thân thiện. Mà thôi mày đừng lựa nữa, mày đứng tại chỗ cho tao. Khi nào khách vô tận đây rồi thì mày mới rước vô. Dạ. Mày đừng để cho tao phải lên tiếng một lần nữa, mày biết chưa? Dạ, được phân xe vô thay đồ. Được phân xe. Rồi mong chưa?